Kính thưa quý vị, thành lập từ năm 2018, cơ sở mỹ nghệ Văn Chiều do anh Mai Văn Thủy sinh 1989 và anh trai thành lập trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu đang không ngừng phát triển. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà cơ sở còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn chục lao động ở địa phương. Không chỉ vậy, anh còn vận động người thân, nhân công, gương mẫu chấp hành quy định bảo vệ an ninh biên giới. Từ Ninh Bình, anh Thủy cùng anh chị vào Nam lập nghiệp và sau đó bén duyên với nghề làm mỹ nghệ này. Anh Thủy cho biết tất cả sản phẩm của anh đều làm ra từ cây tre Tây, được nhập khẩu chính ngạch từ Campuchia. Với đặc tính loại cây này, có đường vân gỗ uốn lượn mềm mại, rất đẹp mắt, thích hợp chế tạo đồ nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ, nhất là các loại bàn nguyên tấm nên thu hút lượng lớn khách hàng trên cả nước. Hiện tại, cơ sở của anh nhận làm thực hiện nhiều đơn hàng bàn ghế, lục bình, giường tủ, đồ nội thất, nhiều nhất là làm bàn ghế. Những cái ghế được đặt tên cũng rất đẹp, ghế hoa hồng, với đóa hồng được chạm khắc ngay đỉnh và lưng ghế rất tinh tế. Các sản phẩm của cơ sở đã xuất bán đến các tỉnh thành miền Nam, đang tiến ra miền Trung và miền Bắc, đến các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang. Anh Thủy cho biết thêm, khoảng thời gian dịch bệnh đã làm giảm lượng đơn hàng nhưng không đáng kể. Cơ sở của anh đã vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, đến nay tiếp tục duy trì và phát triển. Cơ sở hiện tại tính thời điểm hiện tại đây là tầm khoảng là 14 người, 14 nhân công mà hoạt động thì lương ở đây thì anh em theo làm là theo sản phẩm luôn. Đó là mình tức nghĩa là tạo cái môi trường để cạnh tranh nhá cho anh em làm việc tốt. Những người nào mà chịu khó làm nhiều thì có tiền nhiều thì thu nhập bình quân mỗi người cũng dao động từ 16 đến 17 triệu một tháng. Theo anh Thủy, sau khi trừ hết các chi phí, trung bình cơ sở thu nhập 30 triệu đồng một tháng, tùy theo thị trường, thời điểm chưa chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, có lúc cơ sở của anh đạt thu nhập lên đến 100 triệu đồng một tháng. Nói chung là ở đây thì mình cũng tên là tuân thủ tất cả là mọi quy định là của pháp luật. Vậy ở bên xã với chính quyền với địa phương ra thì tất cả những cái phong trào thì rất là mình cũng tham gia và ủng hộ đầy đủ, cũng như là về như chẳng hạn như là vấn đề về cháy nổ này kia cũng là vận động anh em ở trong xưởng ấy là hút thuốc hay này kia là hay là không mua sử dụng pháo hay là các chất kích thích. Nói chung là đầy đủ tuân thủ đầy đủ luật lệ coi như là của xã này của biên phòng. Là cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực biên giới, anh Thủy luôn ý thức việc giữ gìn trật tự an ninh vùng biên, gương mẫu vận động gia đình, người lao động, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.